Vinh ơi, cái tựa game bầu này á, nó có tới 3 cái kết khác nhau lận. Ủa? Nó có 3 cái kết khác nhau rồi hả các bạn? Vậy là cái kết đó chính là, cái kết thứ 1 đó chính là gặp con Paulina nhện nhện này. Còn cái kết thứ 2 đó chính là... Trời ơi, vậy là hôm nay là mình sẽ tìm hiểu 3 cái kết khác nhau nha các bạn. Ủa, tính ra mình chơi xong á, mình không để ý là nó có nhiều cái kết như vậy luôn á mọi người. Thì bây giờ là mình và các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu nha những cái kết bí ẩn ở trong cái tựa game này nha mọi người. Let's go! Và chúng ta bắt đầu video thôi. Nhớ bấm đăng ký kênh nha mọi người. Ok, và đây là cái kết số 1. Đó là cái kết đầu tiên nha mọi người. Để coi coi cái đoạn này á là cái kết gì nha, mình quên mất tiêu rồi. Hình như là cái đoạn này đó chính là cái con Paulina này nó biến thành con nhện hay sao á các bạn. Phải không? Đúng thiệt rồi. Oh my god. Ôi trời. Các bạn ơi, trên đầu của mình có con gì vậy? Con nhện kìa. Phải làm sao đây? Các bạn hãy nhớ bấm like cho video này trong vòng 5 giây. Nhớ bấm đăng ký kênh. Nhưng các bạn, trời ơi, đúng rồi, con nhện này nó cắn mình á. 5 4 3 2 1. Ôi, cái con nhện kia biến mất đi. Các bạn ơi, cuối cùng nó cũng đã biến mất rồi. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã nhấn like cho video này nha. Sợ quá các bạn ơi. Bạn, ok, bây giờ chúng ta xem cái kết này tiếp nha. Đây, con Paulina này nó biến thành con nhện. Mình không ngờ nó lại độc ác như vậy nha các bạn. Trời ơi, vậy là mình đã hiểu lầm về cái con bâu này rồi nha. Con bâu này thực sự là nó không có độc ác, nhưng mà cái con Paulina này á, nó rất là độc ác nha. Đây, 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 cái độc... Cái con này nó hù muốn đứng tim luôn vậy đó. Rồi, hình như ở đoạn này là anh bạn này đang lấy cái bánh pizza nè. Ok, lấy đi anh bạn. Bây giờ lấy cái bánh pizza xong rồi, đem vô đây đưa cho cái con này ăn để nó hồi phục. Hồi phục kiểu giống như là sức khỏe nha các bạn. Rồi cho nó ăn cá để cho nó hồi phục vitamin. Đấy. Ok, ăn cá xong rồi. Ăn cá xong rồi làm gì? Lấy thuốc, đúng rồi. Trời ơi, ăn mà thiếu thiếu uống thuốc á, làm sao mà khỏi bệnh được. Đấy, bây giờ là băng bó vết thương lại mới được. Và đây chính là cái kết đầu tiên của combo này. Mà mình công nhận với các bạn nha, cái đoạn này á, mình tưởng đâu cái con bâu này á, nó hù mình không á, nhưng mà thực ra là không phải. Ok, giờ bây giờ chúng ta đến với cái kết thứ hai nha mọi người. Đây chính là cái kết thứ hai nha các bạn. Thì cái kết thứ hai này đó chính là sau khi mà cho hai cái con này nó chơi đá bóng, rồi anh bạn này đi cửa hàng đi mua thêm đồ ăn nha các bạn. Và đây là những nải chuối nha. Ăn chuối đi. Xong rồi đi tìm con Paulina. Ui, bây giờ lúc này á là cái con Paulina này nó đã bị mất tích rồi nha các bạn. Và mình không ngờ nha, con này nó không có tay, nó không có chân, không hiểu sao nó viết được chữ luôn á các bạn. Để mình dịch cho các bạn nha. Cái con Paulina này nó viết như vậy nè. Để mình dịch cho các bạn nghe nha. Cái con Paulina này nó ghi đó chính là: gửi đến bố, con đã bỏ nhà ra đi, đừng tìm con, love you. Đó, yêu bố. Rồi xong rồi nó vẽ cái con mặt cười ở đây, rồi ký tên Paulina. Trời ơi, không có tay mà vẫn viết được chữ nha. Ảo ma Canada Shizuka thiệt. Rồi, không lẽ nó dùng miệng để nó kiểu giống như là nó cắn cây viết đó các bạn, xong rồi nó vẽ lên gì nè. Chắc là con Paulina này nó dùng miệng để mà nó viết chữ á. Cũng điêu luyện đó. Rồi cái đoạn này á là đi vô. Đây cái đoạn. À nhớ rồi. Đoạn này là combo của mình á là nó bị biến dạng rồi. Xong rồi là mình phải kiểm tra cái tủ này, phát hiện ra có mấy cái vệt máu máu. Oh my god, ghê vãi. Rồi đi xuống. Còn một cái ánh sáng này thì phát hiện con Paulina kìa. What the hell? Rồi. Đó, các bạn thấy hai cái chân không các bạn? Đây, hai cái chân bị cắt ra.
ghê vãi. Rồi đoạn này là mình bị cái chân của mình đã bị cắt rồi các bạn. Thôi thôi xong rồi. À là cái kết này á là nó bắt mình, đó chính là làm theo ý của cái con bâu nha các bạn. Kiểu giống như là mình muốn đi đâu á thì là con này nó sẽ dẫn mình đi nha, chứ lúc này là mình bị mất cái chân luôn rồi đó. Lúc này là cầm theo cái gì, à để cái này là cục pin, pin của chiếc xe. Xong rồi quăng vô. Rồi xong rồi là đi đâu đây? Ok ok nha các bạn, để mình nhớ lại. Tại game này nó có 3 cái kết lận. Rồi lấy cái bánh xe xong rồi, lấy bánh xe xong rồi. Okay, đi vô đi vô đây. À gắn cái bánh xe này vô. Xong rồi ném bóng để đánh lạc hướng thôi nha các bạn. Đó đi lấy bóng rồi, gọi lên xe, gọi sửa xe đó nha các bạn. Thể rồi xe đã được sửa xong rồi. Trời ơi, nó quay vô rồi kìa. Rồi bây giờ là tiếp theo là anh bạn này đi vô cái phòng số mấy đây. À đi vô phòng phòng ngủ nha các bạn. Ở vô phòng ngủ gì vậy? Không lẽ vô phòng ngủ để đi ngủ? Gì đây? À sửa cái điện thoại nha các bạn. Sửa cái điện thoại. À cái lúc này là đã tìm được chính cái cục pin gì đó các bạn, cái cục ship gì đó. Phải không? Rồi. Đưa đâu đây? À lúc này á là gọi cho 911. Rồi xong rồi con này đưa mình vô. Đó. Đó, nghe cái tiếng là tiếng chuông cửa. Xong rồi đi ra ngoài. Okay, bây giờ nghe lúc này thì đã đánh lạc hướng được nó rồi. À, nó bắt cái anh nhân viên giao bánh pizza. Trời ơi, các bạn coi cái đoạn này nè. Nè, các bạn coi rồi nha. Trời ơi, anh nhân viên bán pizza. Ok nha các bạn, anh đã bị bắt rồi. Rồi xong rồi, sau khi mà anh nhân viên giao pizza đã bị bắt cóc, xong rồi anh bạn này lụm thêm cái cục chubin nữa. Vậy là nãy giờ, ủa cái kết này là lái xe ra ngoài, lái xe ra ngoài xong rồi lái vô đây. Ui, lái vô đây có chuyện gì không? Xong rồi mở cái tủ. Ủa chi vậy? À là lụm chính cái cục chu pin nha các bạn. Nãy giờ là được 8 cục rồi. À lái xe để mà lụm cái cục gì đó là các bạn đã hiểu rồi đúng không? Rồi bây giờ là anh bạn này qua đây, xong rồi mở cửa. Trời ơi, ủa nó có cái kết này luôn hả? Ủa cái kết này lần đầu tiên mình thấy nha các bạn. Ủa cái con này nó chặn cái cửa lại xong rồi nó quăng cái chiếc xe. Nè, tới đoạn này đúng không? Xong rồi. Nó không cho mình đi nha các bạn. Nó không cho mình đi, nó quăng cái xe vô mặt của mình rồi ngủm luôn rồi. Chết rồi. Rồi bây giờ là lái xe đi đâu đây? Lái xe vô. Vô này, ủa vô chỗ này vô được không vậy? What the heck? Ủa? Cái kết gì kỳ vậy? Là cái con bâu nó bị lôi vô đây, xong rồi nó chết luôn. Rồi có một con cục chu pin nó đứng lên, xong rồi nó đứng kế bên, nó đưa cho mình ăn, xong rồi nó cùng mình ngồi đây xem phim. Cái kết gì mà lạc sạc vậy trời, vô lý. Cái kết này, rồi con này nhìn mặt tức giận quá vậy. Ok các bạn, và đây là cái kết thứ hai. Giờ chúng ta đến với cái kết thứ ba thôi nào. Đây chính là cái kết thứ ba nha, cũng như là cái kết cuối cùng của cái tựa game này. Đó chính là sau khi mà cái con bâu này nó đã bắt cóc anh nhân viên anh shipper bán rau pizza gì đó, xong rồi mình lấy xe mình chạy ra ngoài. Đó các bạn thấy cái cảnh này rất là quen đúng không? Nó giống cái kết thứ hai gì đó. Nhưng mà cái kết thứ ba này nó sẽ là thay vì mình đi vô kia thì
Ủa phải không? Ủa lái xe đâu ta, cái kết này là sao quên mất tiêu rồi? À là mở cửa để mình chạy ra ngoài. Đúng rồi các bạn. Ủa? Cái đúng rồi, đúng rồi. Cái kết này á là thay vì chạy vô nhà phòng ngủ thì mình sẽ chạy vô cái nhà bếp nha các bạn. Xong rồi bật cái bình ga lên. Bật cái gì ta, lò vi sóng gì đó, rồi cầm cái que diêm. Đấy, cầm que diêm lên đốt. Đốt gì là các bạn biết rồi đó. Đốt nhà, quái nạn thiệt. Rồi chạy ra ngoài, chạy ra ngoài lẻ, văng vô. Đó, xong luôn. Vậy là đây là cái kết cuối cùng. Và cũng như là cái kết nó hơi bị ấy ấy một xíu nha các bạn. Vì tiêu diệt cái combo này mà phải đốt nhà. Oh my god. Ok, nói chung là ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu ra được ba cái kết của cái tựa game nuôi cái combo này nha các bạn. Thì các bạn xem video này nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh subscribe nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và dành tình với các bạn và bye bye mọi người nha.